Ở đâu nó nhảy vô đây? Dạ nha. Đâu đâu tự nhiên không mà dắt khác vô đây vậy? Mình không biết gì luôn nha mọi người. Đây là ở đây. Không phải chim mình xảy, mấy chim mình còn nguyên đó là. Vô tới từ nhà luôn. Tại mình để không sao đây nè. Chắc nhảy vô ăn sau rồi cái nhảy ra đây đậu. Chắc đói lắm rồi. Cái lục này là lục chim chim gì quên rồi. Lục mấy con chim sâu nhỏ nhỏ rồi. Để mình bắt nó ra. Ở nhà cái này mình chỉ gà với chim sắt mình chơi thôi. Đút cái giò vô đó cho kìa. Con này móng mỏ còn nguyên không mọi người? Tự nó xử cánh hết luôn. Ai? Mày bị điên hay sao mày cắn cái cánh mày? Cắn cái cánh nó không nhả luôn trời. Nhả không? Mua đẹp lắm. Cho vô lòng thôi. Trời ơi, đỡ ơi. Mồng hơi đá lăn à. Đẹp. Này chắc có ai nuôi sẩy. Dạng ơi. Rồi, để đây, tí xíu là mình tính sao. Gắn nó vô mọi người. Thò cái đầu ra không chụp được nữa. Để thò cái đầu ra mới được. Con gửi thằng ra đi. Thì để cái thò cái đầu ra mới thấy được. Từ từ. Cái gì tắt mẹ nè. Để thôi. Ừ. Sao không gì vậy? Ồ, hổ giận. Hổ giận, trời ơi, nó xiết cái tay à. Con này bạn con không bữa. Chung lứa luôn á. Ồ, nó ỉa. Ôi. Xíu xíu mắng khủ à. Lên quá. Lấy bao chứ thì sao vậy? Giờ đâu cho ai được. Rồi mình mới bắt được gắn nữa mọi người. Khỏi luôn đi, con tự lấy bọc ra.
Tụi chứ không đang ngồi thấy cái gì cái đuôi dài xòn. Mình xin kết thúc cái video tại đây luôn nha. Ồ, hên. Nó là khú chứ mà gặp con chim khác là chắc nó giật đầu rồi. Bự ghê. Nửa cầm tay mình đó.